Chào các bạn, hôm nay mình đang di chuyển tới Di Linh để cắm trại tại KK Garden. Tiện thể mình sẽ review cái đường đi đến đây luôn và đánh giá xem là cái loại phương tiện nào có thể di chuyển đến đây một cách dễ dàng để cắm trại. Và mình khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh thì có hai cái lựa chọn tuyến đường để đi đến đây. Một là mình đi theo cái quốc lộ 1A, đường Võ Nguyên Giáp, hoặc là đi cao tốc Long Thành Dầu Dây đến quốc lộ 20, rồi tiếp tục tìm điểm đến là KK Garden. Hôm nay mình ngủ dậy khá là muộn nên là mình quyết định đi theo cái cao tốc Long Thành Dầu Dây để tiết kiệm thời gian. Biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Bây giờ mình sẽ quẹo vào cổng chào xã Tân Nghĩa. Wow, một cái hồ rất là đẹp phía dưới. Đường gần như đã được trải xi măng rất là đẹp. Đang đi trên đường thì mình thấy ở đây có một cái củi người ta bỏ ở đây. Mình sẽ xin một ít để nhóm lửa cho tối nay. Tàn củi to không? Sao mà cho lên xe được? Mình đã nhặt được 3 cái khúc củi này. Ok, lên đường tiếp thôi. Đây, biển KK Garden. Mình quẹo phải vô con đường đất này. Có lẽ đây là cái đoạn khó khăn duy nhất của hành trình. Hiện tại thì xe gầm thấp vẫn vô được. Ây da, có một đoạn sình lầy nhỏ trước mặt. Nước này có lẽ là nước của người ta tưới tiêu. Nền đất cũng khá cứng nên là không qua được. Đây là trái gì đây ta? Phải là trái cà ri không nhỉ? Bạn nào biết trái gì thì để lại comment ở dưới cho mọi người cùng biết nha. Những rặng lũy tre làng. Cánh cổng đã mở sẵn. À, đây. Để mình xuống đây mình liên hệ. Bên trái hay bên phải? Bên phải có hoa, mình sẽ qua bên phải. Bây giờ đang vào khoảng 3 giờ chiều thì nhiệt độ khá là khô ráo và có nắng, mây rất là đẹp luôn. Để đến được cái KK Garden này thì trước tiên các bạn cần liên hệ anh chủ bãi ở đây. Hiện tại thì anh vẫn cho chơi miễn phí. Các bạn có thể liên hệ qua cái pay của anh, đó là KK Garden 168, hoặc là liên hệ với mình sẽ add vô group Zalo, rồi các bạn xin ảnh vô đây chơi. Các bạn cùng cắm trại với mình nha.
rồi, chưa. Rồi. Rồi đi thẳng đi. Rồi qua phải xíu nha, qua phải lại xíu. Rồi. Đây là những cái khúc gỗ mình đã tìm được trên đường. Còn đây là chiếc rìu đầu tiên của mình. Giờ mình sẽ thử chặt những khúc gỗ này ra. Khúc gỗ này bị mọt khá nhiều. Quá trời mọt luôn. Vỡ vụn hết rồi. Còn đây là củi và bếp củi xếp gọn mà mình sẽ sử dụng để đốt và sưởi ấm cho tối nay. Đây là cái gói ma thuật đổi màu của lửa. Chút xíu nữa sau khi đốt lửa mình sẽ sử dụng thử xem sao. Còn bây giờ tụi mình sẽ ăn nhẹ để lấy sức sau một chuyến đi dài. Thank you.
Bây giờ mình sẽ làm cái món há cạo hấp. Mà hôm qua thì hai đứa đi tìm mua cái sửng hấp không có, cho nên là mình đã tận dụng cái nồi nấu cháo của hai bé ở nhà mang đi luôn. Đây, nó cũng có một cái sửng hấp ở trên, mini. Cái này ở nhà nấu điện thì hôm nay thử nó bếp ga không biết là có được hay không. Vẫn còn đông đá nhưng mà mở ra đã nghe mùi thơm rồi đó. Trời bắt đầu lạnh lên nè. Nằm ngồi ghế đó thấy ấm không? Ấm không á. Cái ghế đó nó có một cái lớp nệm á, vừa êm mà vừa ấm. Ở đây tối lạnh mà chắc không lạnh là Đà Lạt đâu ha. Ừ. Đà Lạt chắc sẽ lạnh hơn á. Hiện giờ thì chắc không bằng Đà Lạt đâu nhưng mà cũng bây giờ cũng khoảng 20 độ rồi đó. Nay rất là yên tĩnh luôn, chắc là mọi người định là để Noel đi á. Nhà mình là đi sớm trước một tuần, cũng tận hưởng được cái không khí yên tĩnh này. Mà ở đây cũng xe lạnh rồi. Thật là may mắn. Mà như ở đây người ta cho mượn áo phao với thuyền kayak luôn á. Ừ. Cái gì sáng mai mình ấm ấm thì trước khi về mình mượn mình chơi thử. Trời nó thơm á. Không quá. Đói quá rồi, ăn luôn. Theo thì tụi mình sẽ ăn lòng bò sữa nướng. Món này mình thấy rất là lâu rồi nhưng mà nhìn cái lòng bò của nó vân mỡ rất là nhiều cho nên mình sợ là ngán, mình chưa có dám ăn. Mà mới đây có một chị nói với mình là cái mỡ của cái lòng bò sữa này nó rất là giòn, ngon, bùi, không có hề ngán một chút nào hết, cho nên hôm nay tụi mình sẽ ăn thử xem như thế nào. Đây là nước hầm ong nó chín mau mau để thử xem. Mở đầu vô mềm thì nó mềm, nó chan chảy vô như là mỡ. Đó là nó dai. Nó ngậy lắm. Nó dai, nó giòn, nó ngậy. Ăn giống cái gì ta? Tự tự như là thèo non vậy á. À. Cái này mà mình phải ăn kèm với dung chi. Ừ. Là tuyệt nhất á. Thank you.
Bây giờ mình sẽ thử cái gói nửa mai thuật vô. Trời lạnh mà có một cái lò sưởi như thế này rồi ngồi đốt lửa cảm giác rất là tuyệt. Đang lạnh đốt lên ấm nha. Nãy các bạn có coi mình lấy những cái củi to quá, mình không thể nào mà mình không có máy cưa nên mình không thể nào cưa nổi ra. Mình cưa ra nhỏ thì mình mới có thể chẻ ra được. Đặc biệt là những cái củi cây này nó sẽ cháy lâu hơn là những cái củi gỗ thông. Đó là một cái kinh nghiệm mà để kiếm củi đốt trong cái trời lạnh này, đặc biệt là bây giờ tháng 12 đi những cái nơi như là Di Linh, Lâm Đồng, Đà Lạt rất là tuyệt vời, khí hậu rất là tuyệt vời và lạnh. Củi mình để một đêm được không? Muốn để một đêm phải để những cái củi to nguyên khối như thế này nè. Tí mình bắt hang được không? Đốt cũng lên được, nhưng mà cái thảm chống cháy của mình nó nhỏ quá, mình sợ nó rớt ra đêm mình ngủ nó rớt ra đây rồi nó làm hư cỏ. Nên mình đi cắm trại mình cũng có ý thức giữ gìn cái môi trường xung quanh một chút, nó sẽ làm cho mình có một cái chỗ chơi và những cái người khác chơi được thoải mái và sạch hơn.
dưới hồ đó các bạn xuống chơi cũng được. Anh chủ ở đây anh có cho mượn súp và áo phao luôn. Sau khi ăn sáng xong thì mình đi rửa chén nha. Tối qua mình không biết ở đây có một cái bồn rửa chén ngay cạnh lèo luôn. Bồn rửa tay rửa chén mình không biết, mà mình xách lên tận nhà vệ sinh. Giờ mình đi rửa ngay chỗ đó, rất là tiện luôn. Trời, xu quá. Đang rửa thì hết nước, nên là mình phải đi lên lại trên kia mình rửa lại. Bây giờ đã khoảng gần 9 giờ sáng rồi, bây giờ nắng lên cũng khá cao và nóng, nên là bây giờ chắc mình cũng dọn đi về thôi. Cảm ơn các bạn đã xem đến giây phút này của video. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi tiếp theo của mình nha. Xin chào.